Mariah Carey mới đây đã có buổi phỏng vấn với tạp chí VK và chia sẻ về sự nghiệp âm nhạc của mình. Trong đó, nữ danh ca khá cởi mở khi nhắc về danh xưng diva của mình cũng như những tin đồn về thái độ chảnh chọe đối với những nghệ sĩ khác trong ngành. Mariah Carey đã không hề lảng tránh trước những câu hỏi có liên quan đến thái độ diva tự cao của mình, đồng thời cô cũng thẳng thắn thừa nhận đó chính là sự thật. Trong sự nghiệp của mình, giọng ca All I Want For Christmas Is You thường khiến khán giả khó hiểu với những hành động câu nói mang tính xem thường đồng nghiệp. Một trong những câu nói nổi tiếng trở thành thương hiệu đó chính là "Tôi không biết cô ta là ai". Câu nói này đã được Mariah Carey gửi thẳng cho Ariana Grande, Demi Lovato, thậm chí là Jennifer Lopez. Mặc dù là một diva hàng đầu thế giới nhưng bản tính và thái độ của nữ ca sĩ vẫn khiến không ít khán giả mà còn nhiều ngôi sao khác ngao ngán. Thế nhưng, Mariah Carey thậm chí còn tỏ ra khá tự hào trước thái độ diva này của mình. Cũng phải nói thêm rằng, Mariah Carey là nghệ sĩ duy nhất sở hữu ca khúc đạt vị trí quán quân trải dài qua cả 4 thập kỷ trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với ca khúc All I Want For Christmas Is You. Sau cuộc sống xa hoa của một siêu mẫu nổi tiếng thế giới, Kendall Jenner cho biết cô mong muốn được nghỉ ngơi và sống chậm lại ở vùng nông thôn. Trong phần cuối cùng của series truyền hình The Kardashians, Kendall Jenner bất ngờ tiết lộ đang tìm mua một căn nhà mới đủ lớn cho các con ngựa của mình cùng sống chung. Để làm được điều này, nữ siêu mẫu có ý định sẽ chuyển về vùng nông thôn và mua một trang trại lớn. Tuy nhiên, người mẫu 27 tuổi không chỉ mong muốn một trang trại bất kỳ. Trên thực tế, cô có niềm đam mê thiết kế nhà cửa. Điều này đã được Kendall tiết lộ trong một tập của series truyền hình thực tế. Người mẫu trẻ đã thảo luận về ý định chuyển nhà sau khi tiết lộ về một dự án cải tạo các căn nhà do cô đang thực hiện cùng người bạn thân Phi Khadra. Trong tương lai, rất có thể Kendall Jenner sẽ sớm mua một bất động sản tại vùng nông thôn và trực tiếp thiết kế trang trại riêng cho bản thân mình. Nữ ca sĩ Selena Gomez mới đây bất ngờ đăng tải hình ảnh bản thân chụp ảnh cùng với nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc là Blackpink. Những người hâm mộ nhanh chóng nhận ra đây là hình ảnh phía sau hậu trường trong buổi biểu diễn của 4 cô gái tại New York của Mỹ. Đây là buổi biểu diễn trong khuôn khổ tour diễn vòng quanh thế giới của Blackpink. Cựu ngôi sao Disney đã có vẻ như rất bất ngờ xuất hiện tại đây để thưởng thức âm nhạc của Blackpink, đồng thời thể hiện sự ủng hộ của mình với nhóm nhạc nữ đến từ xứ sở Kim Chi. Trong bức ảnh thì Selena Gomez cùng với 4 thành viên của Blackpink tỏ ra vô cùng thân thiết và cùng nhau tạo dáng trước máy ảnh. Tuy nhiên, bức hình này cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, trong khi nhiều người hâm mộ tỏ ra khá háo hức khi Selena và Blackpink vẫn thân thiết. Nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng khi mà giọng ca Lose You To Love Me đang vấp phải những chỉ trích liên quan đến phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình về người bạn thân duy nhất trong ngành giải trí, mà không hề nhắc đến người bạn từng hiến thận cho cô. Vào ngày 27 tháng 11, công ty quản lý của nữ diễn viên Son Ye-jin đã chính thức thông báo rằng cặp đôi được yêu thích trong phim Hạ cánh nơi anh là Hyun Bin và Son Ye-jin đã chào đón bé trai đầu lòng. Công ty quản lý của Son Ye-jin cho biết trong thông báo, nữ diễn viên đã sinh một cậu con trai, cả mẹ và con đều khỏe mạnh. Son Ye-jin sinh bé trai đầu lòng vào ngày 27 tháng 11. Nữ diễn viên dự định sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức tại một trung tâm chăm sóc sau sinh ở Yeoksam-dong, Seoul. Ban đầu Son Ye-jin dự sinh vào tháng 12 nhưng em bé đã chào đời sớm. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, Hyun Bin không thể có mặt vào thời khắc con trai chào đời do đang có lịch quay phim ở Mông Cổ, Trung Quốc. Cuối tháng 6, nữ diễn viên Hạ cánh nơi anh hạnh phúc thông báo mang thai đầu lòng sau 3 tháng kết hôn với tài tử Hyun Bin. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 9, Hyun Bin cho biết anh rất háo hức chờ con ra đời. Nam diễn viên cho biết sau khi kết hôn, cuộc sống của anh không có nhiều thay đổi nhưng việc có con đối với anh giống như một giấc mơ.